bạn đã đến với kênh của mình Ẩm thực miền quê. Mình xin chia sẻ với các bạn cách làm cá lóc hay cá quả có chuối kho giềng thơm ngon nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Mình mời các bạn thưởng thức món ăn với mình nhé. Mình kho đến nỗi nó dục mềm cả cái phần xương ra rồi, rất là ngon ạ. Đây các bạn, đây là một cân ba cá quả các bạn nhé, hay là gọi là cá lóc, cá chuối các bạn nhé. Chỗ này là mình đã mua và mình nhờ họ làm cho mình cái phần vảy và chặt thành khúc rồi, cá rất là tươi ngon ạ. Và các bạn làm sạch cho mình bằng muối nhé. Các bạn sẽ cắt cho mình một quả chanh, vì cá chuối có quả cá lóc này nó rất là nhiều cái nhớt ở da này. Mình phải làm sạch bằng chanh và muối để loại bỏ cái nhớt đi nhé. Không có chanh thì các bạn có thể dùng một chút giấm cũng được nhé. Giấm cũng làm cho cái phần nhớt của nó không còn nữa ạ. Giờ các bạn sẽ làm như thế này cho mình. Mình sẽ làm sạch nó khoảng 7 đến 10 phút các bạn nhé, để cho cái phần nhớt của cá nó không còn nữa, nó sẽ khử được cái mùi tanh của cá. Và hôm nay thì mình sẽ kho với giềng các bạn ạ. Thái cho mình giềng nhé. Nếu mà giềng già các bạn có thể băm ra, nhưng mình dùng giềng nó non một chút như thế này để mình thái ra, mình sau khi mình kho ấy, mình ăn cả cái phần giềng rất là bùi và thơm các bạn ạ. Giềng già thì mình ăn sẽ bị sơ, nhưng còn giềng non như thế này thì ăn rất là bùi bùi, nó lại dễ dai, không bị sơ như giềng già. Mình cho nhiều một chút thì nó sẽ rất là thơm ạ. Nhiều lúc chúng ta ăn thịt mãi không ngán hết thì các bạn có thể kho cá lên nhé. Có hành thơm thì cho hành thơm, còn không có các bạn có thể cho mình một củ hành tây vào nhé. Cắt ra. Ớt. Và mình hết ớt chín thì mình dùng ớt xanh ạ. Các bạn cho mình một quả chanh nữa nhé. Đây cá khi chúng ta đây để được, các bạn sẽ cho một ít nước vào và mình sẽ rửa lại nó đi nhé. Đấy ạ, khi mình rửa như thế này nó không còn cái nhớt nào nữa cả, nó sẽ ra nước hết rồi ạ. Mình sẽ rửa từng khúc một để cho nó sạch ạ. Các bạn sẽ vớt ra để mình rửa lại nước khác nhé. Đấy, nước nó rất đen và cái độ nước nó đã ra nước đây rồi. Đây các bạn xả nước và mình rửa lại cho sạch đi. Đây các bạn, khi cá đã rửa sạch các bạn để ráo nước cho mình nhé. Và mình sẽ cho vào một cái nồi. Mình sẽ kho bằng nồi cơm điện các bạn ạ. Cho cá vào. Giềng, hành, ớt các bạn cho hết vào cho mình.
Các bạn bắt cho mình một ít một quả cốt chanh nhé. Mình thử cái mùi tanh bằng chanh nhé. Các bạn cho mình gia vị vào đây để mình ướp, mình đem đi mình kho nhé. 2 thìa cà phê này bột canh ạ. 1 thìa hạt lêm nhé. Thìa hạt tiêu để cho nó thơm của mùi tiêu. Các bạn cho mình một ít rượu nấu ăn nữa ạ. Và một ít nước tương các bạn nhé. Các bạn có tương hột thì dùng tương hột, còn không có thì mình dùng nước tương Maggi cũng được, hoặc không có thì thôi nhé, tùy theo chúng ta. Các bạn có nước hàng thì có thể dùng một ít nước hàng, hoặc là mình thắng đường lên mình làm nhé, hoặc là một ít mật mía để tạo cho cái màu sắc của cá ấy, nó đẹp. Các bạn có thể cho thêm thịt ba chỉ tùy theo nhé, hoặc là một ít dầu ăn vào đây nữa cũng được, hoặc ít mỡ nhé, đấy là tùy theo sở thích của chúng ta. Còn không có thì các bạn cứ kho như thế này không cũng được ạ. Các bạn ướp cho mình khoảng 15 đến 20 phút, sau đó thì mình sẽ đem đi để mình kho cho cá nó ngấm gia vị vào nhé. Để cho cá không bị khô, các bạn cho mình một ít dầu ăn vào nhé. Mình trộn đều đi. Khi mình để phần cá này được 20 phút rồi các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho mình một ít nước, vì cá đang là lạnh này thì các bạn cho nước lạnh cũng được, hoặc là nước nóng cũng được nhé. Mình sẽ cho nó xâm xấp cái phần cá. Rồi. Và bây giờ mình sẽ bật bếp mình kho, các bạn cứ kho cho mình đến khi nào nó cạn nước thì thôi nhé, hoặc là mục xương ra. Khi mình kho chín rồi nha, rất là ngon như thế này, bây giờ mình lấy ra là có thể thưởng thức ạ. Mình kho để cho cá nó thấm gia vị rất là ngon như thế này nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngon miệng.